Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với phiên bản 1.4. Và sau khi mình phát hiện ra một điều, đó là lúc trước mình đã mua phiên bản 1.5.3 gần 200.000. Sau đó thì mình xóa xong rồi mình tải lại thì nó vẫn còn có bản mở rộng. Mới hồi sáng này mình xóa xong rồi, mình cài cái phiên bản 1.4 này. Sau đó thì mình xóa phiên bản 1.4 và mình lên trên Shopee mình tải lại phiên bản 1.5.3. thì khi vào game thì nó mất cái gói mở rộng rồi, như vậy là chúng ta rơi mất 200.000. Nếu như các bạn nào mà để mua rồi đấy thì xóa, nhưng mà đừng cài lại phiên bản cũ. Nếu như các bạn cài lại phiên bản cũ thì nó sẽ bị mất hết các cái gói mở rộng và mất tiền các bạn đấy, giống như mình. Do đó là nếu như các bạn xóa thì các bạn tải lại thì nó vẫn bình thường chứ không sao, nhưng mà các bạn đừng có cài phiên bản cũ. Rồi hôm qua thì mình xóa nhưng xong rồi mình cài lại thì nó vẫn không bị mất, nhưng mà mình cài phiên bản cũ rồi thì nó lại bị mất. Do đó là chúng ta đã bay thêm mất 200.000. Sau khi chúng ta tổ chức thì chúng ta đã bị bay 200.000, và lần này anh ta bị bay thêm 200.000 nữa. Và như vậy là xét tháng này là xác định là mì tôm rất chắc đa nhà, rất là nhiều mì tôm, anh ta bán mì tôm rất nhiều. Ok, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái cơ cấu của mình. Mình vừa làm cái cơ cấu này xong, và chúng ta tại sao mình làm cái phiên bản này trong cơ cấu này trong phiên bản 1.4? Bởi vì cái phiên bản 1.4 này cái đồ họa nó rất đẹp. Phiên bản 1.5.3 hiện tại thì nó không có đồ họa đẹp bằng cái phiên bản này, tất cả các bộ phận luôn. Và phiên bản này thì phiên bản cũ 1.4, do đó là có rất là nhiều bộ phận mình thấy rất là hay và cũng rất là đẹp, đồ họa rất là ok. Nếu như họ mà cập nhật phiên bản này thành phiên bản hiện tại có hiệu ứng re-entry được tất cả, phiên bản này mình đánh giá là ngon nhất. Thì 1.4 nha, nếu như các bạn nào mà mua gói mở rộng mà xóa đi mà cài lại cái phiên bản 1.4 này là coi như mất tiền đây, giống như mình đấy. Nên các bạn đừng có cài, hoặc là cài cái điện thoại mà các bạn chưa mua. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Như các bạn thấy, đây chính là cái tên lửa của mình. Đây là tên lửa, ở dưới này chúng ta có một cái động cơ. Cái tấm dạng vàng này chính là cái pin của nó. Thì trong phiên bản này, nếu như chúng ta, các bạn biết bánh xe đây, cái bánh xe ở phiên bản 1.5 thì các bạn gắn vào trong cơ cấu thì chúng ta vẫn chạy được. Nhưng mà trong phiên bản này chúng ta cần phải có điện, hay nói cái khác là cần có pin năng lượng mặt trời, và là có pin dự trữ điện thì nó mới quay cái bánh xe được. Nếu như không có thì các bạn không thể nào chạy cái bánh xe được đâu. Cái này rất là đặc biệt. Và các bạn thấy ở đây chúng ta có hai cái pin năng lượng mặt trời này. Hai pin năng lượng mặt trời này chính là hai pin năng lượng mặt trời nhỏ màu trắng. Cái này là cái không điều khiển, có chữ gì đây? Có chữ gì đây mình không đọc rõ. Made on Earth by Human. Cái chữ này rất là quen. Rồi còn cái hình một ký tự màu đen có giống như cái hiệu bom kim nguyên tử này, chính là cái phần pin năng lượng mặt trời đấy, cũng là pin năng lượng mặt trời dự trữ. Còn cái này là docking port, cái này không pin dây. Chỗ này chúng ta có ba cái docking port, hoặc ba cái gì không pin dây, cái gọi là cái port đó. Kèm theo đó là các cái chân. Ở đây chúng ta có một cái pin năng lượng mặt trời lớn hơn màu đen. Pin năng lượng này rất là đẹp, đây mình sẽ cho các bạn xem, thấy chưa, rất là đẹp. Chỗ này cũng vậy, nó có thể giãn ra được. Đấy chưa? Đó. Pin năng lượng mặt trời này rất là đẹp luôn, và rất thích cái kiểu pin năng lượng mặt trời này. Mà hiện tại thì các bạn biết công dụng của pin năng lượng mặt trời không? Mình được nhận rất nhiều câu hỏi như thế này. Vậy trong video này mình sẽ cho các bạn biết công dụng của pin năng lượng mặt trời là như thế nào. Ok. Chúng ta tiếp theo. Chúng ta sẽ có cơ cấu pin xe này như đây. Nó sẽ chạy thấy chưa? Mình thấy chưa? Rất là chạy rất mạnh. Cần phải có pin thì nó mới chạy được. Trong phiên bản này, chỗ này chúng ta có cái phía trần rồi, thấy chưa, rất là đều. Thu lại, đây là mình đang là điều khiển cái hệ thống này. Hệ thống này rất là phức tạp. Phía trên này chúng ta có một cái tấm pin năng lượng mặt trời nữa, thấy chưa, nhìn rất là đẹp. Thu lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chúng ta bước thứ nhất, chúng ta sẽ gỡ cái tấm pin phát này ra. Tên lửa chúng ta sẽ rớt xuống, và để điều khiển được cái tên lửa này chúng ta phải kích vào xuống chu, bởi vì chúng ta không phải sử dụng phiên bản 1.5.3, chúng ta không thể nào kích vào cái tên lửa này được. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm on, kích vào động cơ để hoạt động. Các bạn để ý là ngọn lửa của phiên bản 1.4 này nó phản lại, nó dọi xuống mặt đất xong rồi nó phản lên, nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho tên lửa này nó di chuyển lên trên cái ống này, nghe thấy ống chưa? Đây các bạn để ý cái docking port nha, 60%. Để cái docking port này nó sẽ kết hợp với cái docking port ở phía trên. Rồi, chúng ta sẽ tắt động cơ đi. Đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Hồi nãy nổ là do mình chỉnh lực đẩy động cơ quá lớn, do đó là chúng ta bị nổ. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lực đẩy động cơ nhỏ thôi. Lên. Còn mạnh.
lên 60 60 60 60, mình tính là 58 59 thôi, 56 là 7 cũng được. Là từ từ nãy mình quay nhanh quá nó bị dội lại và nó bị nổ cả cái khung này luôn. Cho nó lên một xíu nữa, để cái đó thì bóng này xít lại rồi. Thấy chưa, anh sẽ hít. Bây giờ mình sẽ tắt động cơ. Trong đó thì mình sẽ gọi là như thế nào, mình sẽ tắt cái này ra. Và như các bạn thấy, đây, đây chính là công dụng của pin năng lượng mặt trời. Thấy chưa, các bạn đừng hỏi mình pin năng lượng mặt trời có công dụng gì nữa. Và đây là công trời. Pin năng lượng mặt trời có công dụng đó là đẩy cái hệ thống của chúng ta như thế này. Thấy chưa, thu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái xe điều khiển bắt đi cái con pin dây ra phía bên tiền ngoài. Đẩy cái này ra, chúng ta dùng một cái chân để đẩy. Tiếp tục di chuyển nó ra, đẩy tiếp. Nó bị kẹt, cái dù nó bị kẹt cái chân nó. Ui, hồi quẹt. Cái dù nó bị cấn cái chân là chúng ta chỉ di chuyển nó ra thôi. Tiếp tục ra, chuẩn bị cho nó ra. Ui, cái gì đây, chạy ra. Đi, đi. Rồi, chúng ta nên đèo phải được một cục xịt đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta còn lại 3 cục xịt nữa. Bây giờ mình sẽ cho được đẩy động cơ về xuống, đưa cái phần này nó đi xuống lại, cái đưa nó lại đi xuống lại chỗ này. Rồi, sau đó thì mình sẽ kích vào cái hệ thống lớn. Sau đó thì cho cái pin năng lượng mặt trời vào. Đây chính là công dụng của pin năng lượng mặt trời đấy các bạn. Thấy chưa? Thấy chưa? Tiếp xong, đây chính là công dụng của pin năng lượng mặt trời. Rất hay không? Thì chúng ta sẽ kích vào cái này, chúng ta sẽ làm tiếp tục như hồi nãy. Chúng ta sẽ cho cái cục xịt này lên trên. Lên trên và đèo thải cái cục xịt này ra ngoài. Rồi, tắt động cơ. Cho cái cục xịt này rớt xuống. Ôi, sai rồi, tiếp. Ý, sai. Rồi, cục xịt đã được đẩy ra. Vậy nó vẫn bị kẹt. Tiếp tục, đây chính là công dụng của pin năng lượng mặt trời. Đẩy xuống, đẩy tiếp anh em. Mà đẩy như thế là mình dừng đi. Xong, thu lại. Anh em vẫn bị kẹt. Mình dùng một cái chân. Đấy, cái chân này. Rồi, bị kẹt luôn rồi. Rồi, mà cục xịt đã được bị kẹt ở giữa hai cái chân. Cục xịt này rất là nặng. Tiếp, anh em nó bị. Chúng ta sẽ đèo thải cục xịt này ra ngoài. Nổ. Nó không nổ, nó bị kẹt rồi. Rồi, rớt cục xịt này ra ngoài. Như vậy chúng ta đã đèo thải được cục xịt thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái cục này rớt xuống lại. Các bạn thấy cơ cấu của mình như thế nào. Ý, nổ rồi. Như vậy là chúng ta đã thất bại lần thứ hai. Đây chính là lần thứ ba của mình. Bây giờ mình sẽ đưa một cục xịt cuối cùng qua thứ ba chứ không phải đi ra ngoài tên lửa kia. Chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái pin năng lượng mặt trời này. Đây chính là công dụng của pin năng lượng mặt trời. Đẩy không pin dây ra. Đây, dừng lại, đẩy tiếp. Tiếp, xíu nữa là nó sẽ hít vào. Rồi, như vậy nó sẽ hít vào. Chúng ta sẽ quay lại cái tàu vũ trụ của chúng ta. Đây chính là cơ cấu đưa lên. Đi. Chúng ta sẽ đưa cho nó đép với lại cái con ở phía trên nữa như nãy. Đây chính là hệ thống khá phức tạp. Chúng ta sẽ cho cái docking port này nó hít với lại cái docking port ở chỗ này. Tăng lấy một xíu. Lần trước tổ chức cuộc thi là chúng ta đã ăn mì tôm rồi. 1, 2, 3. Rồi, như vậy chúng ta đã thành công. Bây giờ mình sẽ tách cái này ra tiếp. Tách. Cho ra. Ra. Cái này rất cứng đầu. Nó rất là cứng đầu. Tại sao nó không ra được gì? Cứng đầu không mày. Tiếp tục, cục xịt này nó rất là cứng. Nó rất là khó ra. Rồi xong luôn, sau này nó như thế này. Cục xịt này nó rất là cứng nha các bạn. Chúng ta còn phải đẩy nó ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Chúng ta đi. Tiếp tục. Nhìn cái này. Đi. Đi. Như vậy là nó rớt xuống đất rồi. Chúng ta còn một cục xịt cuối cùng.